Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay cần câu cá Khánh Dâu em sẽ giới thiệu với các bác một mẫu cần lua dòng hai khúc, có cả máy đứng và cả máy ngang. Thì mẫu cần lua hôm nay em giới thiệu cho các bác là của hãng Lobi, là một thương hiệu nổi tiếng ở bên Trung Quốc chuyên sản xuất về đồ lua các bác nhé. Thương hiệu này thì Việt Nam cũng đã xuất hiện rất là nhiều mẫu sản phẩm ở Việt Nam rồi, nhưng hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu cần mang tên là K6 và với đốt gốc xoắn ít carbon. Thì nãy nữa em sẽ quay chi tiết cận cảnh cho các bác xem. Còn đây là ba size mà em đang để trên đây cho các bác xem đây. Đấy, thì có size 2m13 là mã đây này các bác này. Nó quên rồi. Mã đây, mã LBB F702M, có nghĩa là 2m13, 702M có nghĩa là độ cứng M. Còn con cần này là con cần máy đứng nên là nó có sẽ có chữ mã là LBBF nhé các bác nhé. Còn con cần máy ngang cũng là size 702 đây. Thì nó sẽ có chữ là LBBCF702M, cũng là độ cứng M đó. Và một size nữa là size 2m4 thì dòng K6 này của nó là không có máy ngang, nên là chỉ có một size máy đứng thôi. Nhà sản xuất không có luôn nhé các bác nhé, nên là chỉ có máy đứng thôi. Đó, thì đây là phần đấy là về ba size con cần hiện tại của nhà em đang có. Và bây giờ là cái đoạn carbon sun x em sẽ cho các bác xem này. Các bác có nhìn rõ không nhỉ? Đó, carbon, một lớp carbon sun x ở bên trên nữa, rất là đẹp. Đấy, cán của nó là cán bần các bác nhé, cán bần gỗ bần đấy. Đây, con mồi con cần tải mồi từ 7 đến 28 gram, thích hợp lua gọi là tầm tải mồi đa năng nhất mà hiện tại các bác đang chơi, kể cả câu biển các bác tô vượt cũng chơi được, hoặc là câu cá lóc vẫn chơi được. Cá lóc mồi V4 loại 8g 10g vẫn đánh được bình thường thôi nhé. Đây là hai ngọn, một ngọn khoen to và một ngọn khoen bé. Khoen to thì có một chân thôi và nó là của máy đứng thôi nhé. Khoen to này, còn khoen bé là khoen hai chân là của máy ngang. Còn đâu là cái về ngọn của nó thì nó lại không làm carbon xoắn ích mà nó là carbon gọi là xoắn vòng, carbon vòng ấy. Đấy, nói chung là cũng đủ chắc chắn để anh em đánh cá lóc hay là cá vược tầm 11 kg là có khách nhà ăn lên rồi đấy. Nên là các bác yên tâm. Đây, đồ bu chống xoắn này các bác này. Đấy, còn về phần thương hiệu Lobi ấy, thì các bác nhìn những con cần của nó ấy, thì đa số là cái Lobi của nó là nó ưa màu đỏ đen. Nên là kể cả từ cái máy đến cái cần đến hàng nhà Lobi này thì phải đến tầm 90%, 95% là tất cả cần và máy đều có màu đỏ và màu đen. Đấy là hai màu chủ đạo của Lobi. Và những cái viền đỏ này của hãng Lobi thì tạo nên cho con cần rất là đẹp này các bác này. Đấy, nó nhìn con cần nó không bị đơn giản quá. Và giá tiền của cái con cần Lobi này giá nó rất là tầm trung luôn. Nó còn chưa tới 95.000 nữa. Đấy, đây, đuôi cần Lobi này các bác này. Đấy, và đuôi cần có chút Lobi này các bác nhé. Có hai dòng máy đứng và dòng máy ngang. Khoen của nó khoen thường, nhưng mà được cái bộ khoen thường này thì rất là ưa nước biển. Ưa nước biển nên là bộ khoen thường này khách nhà em chơi phản hồi rất là tốt để chơi cá vược ấy. Gọi là đua dòng nước nợ trong miền Nam, trong Sài Gòn các bác hay có dòng nước nợ, còn ở ngoài Bắc thì anh em có nước biển hẳn, nước mặn hẳn. Đấy, nên là cái dòng khoen này thì tất nhiên là về thì anh em vẫn phải vệ sinh qua rồi, kể cả là khoen Fuji cho đi nữa. Tại vì là khoen Fuji thì nó cũng đã tốt lắm rồi đấy, nhưng mà vẫn phải vệ sinh qua đi. Vì cái muối nước biển nó rất là mạnh, nó vào những cái khe này là nó bền, nó không được cao. Còn đâu là cần này thì cũng vậy, cần này cũng vệ sinh qua nhưng mà ít hơn, ít nhất thì nó cũng bền hơn những cái con mà em đang bán với tầm tiền như nó. Đấy là phản hồi của khách hàng như vậy. Rồi em cũng đánh con này để câu biển rồi, nhưng mà em cũng cảm nhận được cái độ cao của nó. 28g, cứ mồi nào từ tầm 8-10g là đánh đẹp nhất, 10g, mồi cá vược tầm 10g đến 20g là đánh đẹp nhất. Đấy, size có 2m1, 2m4, 2m7, máy ngang thì chỉ có 2m13 thôi, chính xác là 2m13 và 2m44 thôi nhé, không phải là 2m4 đâu. Đây, cái nhìn hơn rồi một tí, hơn rồi một tí thôi nhé. Đây, tại vì em đang cầm xoay ngồi ngược hướng. Đấy, rất là đẹp, cần
xoắn ních toàn toàn gốc dưới luôn. Tên con cần này là K6 thôi nhá. Và cái đời K6 này hiện tại vẫn đang có trên catalog của Lobby 2019, nên là các bác cứ yên tâm, không phải lo là hàng cũ hay là hàng tồn gì đâu. Hàng cũ hàng tồn thì em cũng sẽ không quay chụp như này đâu các bạn, nên là các bác cứ yên tâm điều đấy đi. Đó, thế thì vì gọi về con cần có đủ size như vậy, nhà em cũng đang có size như vậy, em quay luôn cho các bác xem là 2m1 và 2m13 và 2m44. Thì các bác nào mà chụp máy đứng thì có hai lựa chọn là 2m13 và 2m44, còn nên là nếu mà chụp máy ngang kiểu dòng này thì chỉ có 2m13 thôi các nhá, chỉ có 2m13 thôi. Còn các bác thắc mắc gì thêm hay là muốn biết thêm về giá thì vui lòng truy cập website ở đường link dưới phần mô tả các nhé. Em gắn link sản phẩm ở dưới đó thì có luôn cả thông số hay trọng lượng. Ở đây thì nó không thể nhớ được nên là em sẽ viết dưới phần mô tả cho các bác xem là về thông số, về đường kính ngọn, đường kính gốc và trọng lượng. Đấy, còn các bác thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho em trên số hotline trên góc màn hình đó nhé, để biết thêm chi tiết. Nếu các bác chơi xe nào thì để lại comment K6 702 ngang hay đứng hoặc là 802 quá nhé. Ok, cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video. Xin chào và gặp lại các bác.